Chào tất cả anh em, mình lại tiếp tục lên 6 bộ combo đoàn nghề gồm 16 chi tiết. Cũng giống như mấy lần trước thì đợt này bộ đoàn nghề nó khá hoàn hảo và đầy đủ, có nhiều dụng cụ thông dụng để anh em ta làm nghề. Và những cái dụng cụ đồ nghề này nó cũng khá là thông dụng, rất thích hợp cho anh em sửa chữa trong gia đình hoặc anh em làm thợ. Đầu tiên đó là cái búa Mỹ 700 g cán sợi thủy tinh, bao đập phá luôn, cán này không bao giờ lo gãy. Đầu búa thiết kế cực kỳ ấn tượng và cơ bắp, đóng keo chắc chắn. Một bộ kìm điện 3 cây, bộ này để anh em ta làm đồ nguội cơ khí này, và một cây tiếp 21 để anh em ta mở bánh, và một cây kéo Cacton SK11, cái hãng này là hãng khá nổi tiếng anh em, Cacton mini từ 0.5 tới 1 ly, và một cây tiếp là đuôi chuột 1721 của Nhật, và một cây đục gỗ 9 ly để anh em ta về sửa chữa đục chạm đồ mộc trong gia đình, và một bộ tiếp, một bộ hoa thị của hãng Evalu. Evalu là cái hãng của Nhật anh em, một bộ hoa thị đầy đủ hết, và một bộ cờ lơ từ 10 tới 24 cho anh em. Đó, nó có những cái thông số như trên hình ảnh. Và đây là những cái bộ mình soạn tiếp theo, A5, A6, A7, A8, A9, tất cả đều cũng giống như nhau thôi. Nó có khác thì nó khác một cây cờ lơ thôi nha anh em. Ví dụ như cây 1721 không có thì mình thế bằng cây 1952 cho anh em. Đó, đầy đủ hết. Thì một bộ như thế này rất là đầy đủ, mình bán với giá cũng rất là thợ cho anh em, với giá chỉ có 650.000 chưa phí vận chuyển. Thì anh em nên mua một tính chất là combo thế này, mình bán mới rẻ thôi. Chứ còn nếu mà anh em ta lựa món ta mua thì giá cũng không có rẻ như thế này. Thì một cái búa Mỹ nó cũng gần 300.000 rồi. Bộ kìm này có rẻ thì cũng cỡ 200. Cái kéo này rẻ cũng 150 rồi. Tiếp này rẻ cũng 100.000, 150 rồi. Bộ này cũng 150 rồi. Cây này cả 100 nè. Bộ cà lơ dài nhất cũng 200.000 á. Tính ra nó cũng gần 1 triệu đó anh em. Thì vì tính chất là anh em ta là sử dụng gia đình và anh em thợ, cho nên mình bán giá theo kiểu giá thợ cho anh em, cái giá rẻ nhất thị trường hiện nay. Thì mình chỉ soạn được tới đây nữa là hết rồi, không còn các bộ combo như thế này nữa. Thì mấy đợt trước anh em đã ủng hộ mua rất là nhiều. Đó, thì anh em nào có nhu cầu mua về sử dụng sửa chữa gia đình hoặc làm nghề thì liên hệ bên phía mình. Đó, mình chỉ còn 6 bộ này nữa thôi là hết hàng. Đó, chi tiết anh em cứ liên hệ bên trực tiếp bên mình. Bên mình có ship code toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán. Hàng bao chuẩn, bao xịn cho anh em, chất lượng bao xài. Hàng Nhật, hàng Mỹ không à, không có hàng tào lao đâu, anh em cứ yên tâm. Hàng chuẩn lắm, xài là bao bền luôn, vừa rẻ mà vừa bền nữa. Rồi mình xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn anh em quan tâm và đã theo dõi. Xin cảm ơn nhiều.